Giờ đây sẽ là lúc không còn chỗ cho những sai lầm. Một góc có lợi hơn nhưng vẫn không vượt qua được Nuzi và Nuzi. Cứ coi thường chúng tôi đi, còn các bạn sẽ phải trả giá. Chỉ có là một mình cái tên Nuzi. Lần này thì Hunter Fury làm đôi với tên Nuzi. Triple kill cho Nuzi và bất ngờ thay từ 1,4 đường trở về là 1,1. Vẫn có thể được Nuzi nha. Địch ngồi gỡ luôn. Pro never fake nhưng Nuzi cũng pro hơn và đó là Quaraki. Sao chúng tôi phải e ngại khi đối mặt với họ? Sợ hãi chỉ dành cho những kẻ thua cuộc. Bây giờ thì Layla liệu còn nano hay không đây? Quyết định là bắn đao chày và đó là Layla làm 3 để từng chưa Layla. Với chúng tôi, một chiến thắng đôi là chưa đủ. Có một bắt bóng đi ra, Bù có ai? Bù đang xử lý có ba, bắt bóng quá nhanh và Bù sẽ có một. Tụi cây à, đến là đón. Sẽ là một trận đấu khó khăn vì tôi biết họ đang rất cần điểm. Nhưng những ơi, không có điều đó ở trận đấu này đâu. Vẫn còn Versace, họ phát không mù cũng béo có được một mạng và Versace có sự support đến từ con bài Omen. Tiếp tục một quad kill từ Versace.